Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 10 giờ 36 phút sáng thứ ba. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm 2024. Mình mới vừa hết ca làm buổi sáng, đang trên đường lái xe đi về nhà. Tiện ở đây bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đã. Và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Để mình xây cái máy qua trên đường đi quay cảnh cho các bạn xem. Ông Việt Kiều, đứa con Bắc Hiếu á, mình gọi cái ông đó là cái ông Việt Kiều X. Ở bên Mỹ á, các bạn có những cái tiểu bang á, mình không có thể mình kêu thẳng tên người ta, mình nói những cái điều không tốt đó, thì người ta có thể người ta nộp đơn, người ta kiện mình nếu mà mình dùng cái tên của người ta. Còn những cái người mà nổi tiếng, những cái người công chúng á, chẳng hạn như Đàm Vĩnh Hưng đồ, Nguyễn Phương Hằng đồ gì đó, thì những cái người đó đó mình dùng tên được. Trước đây mình cũng có chia sẻ với các bạn trong một cái nội dung á, mình gọi ca sĩ Quang Lê là mình nói là cái thằng mập. Tại vì mình không thích ca sĩ Quang Lê đi về Việt Nam hợp tác biểu diễn với Cộng sản Việt Nam, các bạn biết không? Nói chung là bất kỳ một ca sĩ hải ngoại nào mà đi về hợp tác với Cộng sản Việt Nam là mình tẩy chay hết. Mình tẩy chay hết. Đó thì trong cái nội dung đó đó, mình gọi ca sĩ Quang Lê là cái thằng mập đó các bạn. Xong cái ngày hôm sau á, YouTube gửi cho mình một cái email. Ở trong cái nội dung email á, YouTube nói đó là mình dùng những cái danh từ á, là động chạm tới cá nhân. Cho nên nó có người, YouTube nói có người á, là viết vô, cầm len vô. Nói nôm na là mét YouTube á, có người mét YouTube đó. Thì ở trên mạng á, mình giới hạn mình dùng tên người ta, chứ không thôi là người ta kiện mình. Thì cái ông nội Việt Kiều X đó, ổng qua bên Mỹ là giống như là tối đa là ổng, mình cho ổng ở Mỹ tối đa là 10 năm đi. 10 năm. Còn mình á, thì mình ở trên nước Mỹ trên 30 năm. Một người ở nước Mỹ 10 năm với một người ở nước Mỹ 30 năm, ai trải nghiệm nhiều hơn, ai sống ở nước Mỹ nhiều hơn, ai biết luật lệ, luật pháp của Mỹ nhiều hơn. Ở đây á, là mình không có dành là mình tài giỏi hơn cái ông Việt Kiều X, nhưng mà cái nhận định và cái chia sẻ về đời sống ở nước Mỹ á, thì cái ông Việt Kiều X đó, ổng chỉ có giới hạn, ổng chỉ có chia sẻ ở tại một cái tiểu bang mà ổng đang sinh sống. Ổng không có nói những cái điều nó đại diện cho trên toàn nước Mỹ. Ở nước Mỹ nó giống như 50 cái quốc gia vậy đó. Các bạn cứ hình dung đi, ở Việt Nam đi qua bên Campuchia, qua bên Lào, qua bên Thái Lan, thì nước Mỹ nó cũng y chang như vậy đó. Từ ở bên Boston, ở cái tiểu bang của mình, mà đi qua bên bang California đi, nó không khác gì các bạn từ ở Việt Nam các bạn bay qua bên Malaysia. Ở bên bang California đó, mình đi vô shopping á, mình ăn trộm quần áo mà trị giá dưới $800 là mình không có đi ngồi tù.
À, mà cái tiểu bang của mình đó là ăn cắp không biết đó là trị giá bao nhiêu, 5 đồng, 10 đồng, hễ là ăn cắp là họ mời mình ra tòa xử mình đồ gì đó. Có nhiều cái tiểu bang tội rất là nặng thì người ta có cái án tử hình. Còn ở bên tiểu bang mình với bên tiểu bang California, New York, những cái tiểu bang dân chủ, người ta không có cái bản án tử hình tội nặng cỡ nào, thì chỉ có chung thân thôi. Giống như các bạn biết, nói về thành phố Boston của mình á, cách nay mấy chục năm có một cái vụ nổi tiếng, một cái người Mỹ gốc Hồi giáo đánh bom trong cái ngày mà người ta chạy đua marathon đó. Chết đâu cũng vài chục mạng, bị thương cũng nhiều, tội khủng bố. Liên bang đòi tử hình hung thủ, mà cái người đó hiện bây giờ cũng đang ngồi tù, chưa có nhận cái bản án tử hình. Đó thì mỗi một cái tiểu bang á là có một cái luật lệ, có một cái văn hóa, có một cái môi trường kinh tế nó khác nhau. Từ ở mình á, thành phố Boston á, lái xe qua bên New York á, khoảng chừng 4 giờ lái xe. Tương tự như là từ ở thành phố Cần Thơ ở dưới miền Tây mà mình lái xe đi lên Sài Gòn. Người ta chia sẻ nó chỉ có đúng về cái địa phương ở đó thôi. Giống như bây giờ các bạn đi ra Đà Lạt đi. Ở Đà Lạt là cái xứ không khí nó lạnh. Mobile pickup for Quark. Thank you. Ở Đà Lạt cái không khí nó lạnh. Thì ở ngoài đó nó có những cái loại trái cây rau cải á, mà ở những cái vùng nhiệt đới á, những cái vùng thời tiết á, người ta không có trồng được. Thì mấy cái người mà người ta chia sẻ là người ta chia sẻ chỉ có ở đúng cho cái ở cái khu vực ở Đà Lạt, thành phố Đà Lạt. Chứ không thể nói đi về Việt Nam tôi mua cái bó rau cải đó. Ủa cái bó rau cải đó chỉ có trồng được ở Đà Lạt xứ lạnh thôi, còn ở chỗ khác nó đâu có đâu. Bắp cải đồ này kia, trái dâu đồ đó. Cũng giống như ở Hà Nội đó, có nhiều cái loại trái cây đó. Ở Hà Nội là xứ lạnh, vô mùa đông thì Hà Nội lạnh, không khí lạnh. Có những cái loại trái cây ở Hà Nội đâu có trồng được, ở miền Bắc đâu có trồng được. Phải nhập từ ở trong Nam ra. Chẳng hạn như ở bên nước Mỹ các bạn biết cam, quýt đồ này nọ đó, phần đông á là người ta mua cam, mà mấy cái dừa đó là nó nằm ở bang Florida hay là bang California. Trái cây đồ, có một số trái cây từ ở bên nước Mexico người ta chở bằng xe tải qua, xe truck qua. Đó thì cái ông Việt kiều S đó là ổng nói tới nói lui, ổng so sánh nó là nó chỉ có đúng ở trong cái tiểu bang, trong cái nơi mà ổng sống ở bên đó thôi. Ổng đâu có đi khắp nước Mỹ đâu. Các bạn biết không? Mình phải có một cái xe van 7 chỗ hay là một cái xe nhà di động, cái mobile home gì đó. Mình phải lái trên 50 tiểu bang, mình phải lái từng nơi, từng nơi. Đến một nơi nó có ẩm thực riêng biệt, kể cả cái giọng nói. Các bạn biết á, dân Boston với dân New York ở sát một bên á, mà cái giọng nói á, có nhiều từ á, là nó khác nhau. Hello. Thank you. Okay, you.
ghé mua hai ly nước, một ly trà đá cho bà xã với một ly nước giải khát cho đứa con trai. Các bạn nên nhớ ở nước Mỹ là một cái quốc gia mà có cái nền văn hóa đó, người dân Mỹ người ta rất là nhân đạo. Nếu mà có những cái cơn bão mà nó làm cho mình sập nhà, sập cửa, ngập xe, xe hơi của mình bị hư ngập lụt rồi vậy đó, ở chính phủ người ta tới, người ta lập tức nọ trong ngày là người ta đáp máy bay, người ta tới người ta phát nước cho những cái nơi mà bị bão mà màn trời chiếu đất, phát nước, quát lương thực, đồ ăn. Hội Hồng Thập Tự Đỏ bỏ tiền ra. Chính phủ của nước Mỹ có một cái bộ phi mà đó, chuyên giúp cho mấy cái người mà bị thiên tai, bão lụt đó. Đó, bên cái bộ phi mà người ta có ngân sách, có tiền sẵn, có nhân công, nhân lực, tiền bạc ở cái quốc gia giàu mà. Cách dạy từng ở dưới cái bang Florida đó là nó có một cái cơn đại bão cấp 4, cấp 5. Mà từ năm này qua tháng nọ các bạn thấy tới mùa bão là ở bên Florida bị à. Mình có người quen á, hồi xưa đi qua bên đó ở đâu được chưa đầy năm nữa, cái bị cơn bão khủng hoảng á, bán nhà bán cửa dọn về cái tiểu bang khác ở luôn, tởn tới già luôn. Mà bão nó bị, mùa bão bên Florida nó bị hàng năm. Mà có bao giờ mà các bạn vào mạng mà các bạn xem cái cảnh nào mà mạnh thường quân góp tiền rồi mặt trận tổ quốc đồ này nọ không, công an đồ đi hả, đẩy xuồng đẩy ghe đi giúp người ta không? Không có. Mà bên cái tiểu bang Florida đó là người ta bị bão hàng năm á, bão hàng năm á, cách vài tuần là có một cái cơn bão hả, nói theo kiểu Việt Nam là bão cấp 4, cấp 5 á. Bà ở Việt Nam, ở miền Bắc á, mấy chục năm mới có một cái cơn bão Yari, bão cấp 4. Còn ở Florida là nó có hàng năm vào mùa hè, vào mùa hurricane là nó có hàng năm luôn, bão cấp 4, cấp 5 bên Florida. Mà các bạn thấy mà người ta đâu có cái cảnh gì đâu. Trong cái thời gian mà mình đang chia sẻ với bạn, hiện bây giờ là ngày thứ ba nè, ngày mới là nó có một cái cơn bão Milton, nó đánh vô Florida bão cấp 5. Nó đi vô cái chỗ mà cái đường cũ mà cách nay mấy tuần mà cái bão Helen đó, Helen đó, bão Helen đó. Mới có 2 tuần mà bây giờ nó trở lại cái đường bão đi, cái đường cũ, cái đường mà hồi kỳ rồi cái bão hiệu lên đi, bây giờ nó trở lại ngay chỗ đó, nó mới có 2 tuần. Kỳ này nó bão nó đi tới cái chỗ đó đâu còn gì nữa đâu mà để nó dẹt. Nó đã làm cho nhà sập, nhà nó đã sập cách nay 2 tuần. Nó càng quét màn trời chiếu đất. Đó cái ông Việt Kiều Ác, ông về Việt Nam, ông nói dân Việt Nam tình cảm lắm. Ông đâu có sống lâu như mình đâu mà ông biết người Mỹ người ta tình cảm hay không. Ở bên Mỹ á, mình mà có hoàn cảnh á, thiếu thốn á, khẩn cấp á, mình lên cái mạng GoFundMe, cái mạng từ thiện á. Có cái cô, bữa hôm mình coi cái show trên cái TV News, có cái cô người Mỹ á, bỗng dưng cái cổ bị, cổ cũng là hoa hậu đẹp lắm, bỗng dưng cái cổ bị cái bệnh ung thư á. Mà cổ bị thiếu thốn tiền bạc mà có 2 đứa con nhỏ vậy đó, cổ lên cổ lập cái trang GoFundMe ra. Cổ chỉ xin đâu đủ tiền mà để làm mai táng thôi, cần cái số đủ cái số tiền làm mai táng thôi. Mà người ta quyên góp, người ta cho cô gần 1 triệu đô la Mỹ. Cho cái cô đó là gần 1 triệu đô la Mỹ. Nói theo Việt Nam của mình là mạnh thường quân á, làm từ thiện á, trên cái trang GoFundMe. Còn mà các bạn mà sống mà giống như bây giờ đi, trên cái các bạn thấy nhìn trước mặt mình là trong cái xóm của mình mà, thử mà nhà ai mà bị cháy mà màn trời chiếu đất ấy,
nếu mà chính phủ không lo được đó là ở xóm giềng là người ta cho thức ăn lương thực, người ta mời vô cho chỗ ngủ, người ta giúp miễn phí luôn. Mình không có sống ở bên Mỹ lâu, mình không có biết cái tình cảm của người ta, mình chưa có đụng chuyện, mình chưa có trải nghiệm. Ý mình nói cái ông Việt Kiều ác đó, mà tài khôn mà nói coi nè, về Việt Nam nè, ăn trái cây rẻ nè, đi tới nhà người ta bao mình ăn miễn phí nè. Các bạn nên nhớ văn hóa Việt Nam á, ai người dân ai cũng thiếu thốn, không có tiền cho con của người ta ăn học, nghèo khổ đó. Những cái hay cái đẹp là toàn là ở Việt Nam, toàn là nằm ở trên TV không à. Ở bà Nguyễn Thị Phương Hằng á, bà có bao giờ mà bà âm thầm mà bà làm từ thiện không? Mẹ bà chơi lên live stream tặng 10 tỷ đồ này nọ, hợp tác với mặt trận tổ quốc đồ này nọ, toàn là khoe từ thiện ở trên TV không à. Có cái thằng nào mà ở Việt Nam mà nó tặng cho người ta cái cầu, cái ghế gì mà nó không có viết tên trên cái thương hiệu nó không? Ví dụ như nó muốn tặng cái ghế ngồi ngoài công viên, cái ghế xi măng hay là cái gì đó, lúc nào các bạn cũng thấy nó viết cái tên không, cái tên thương hiệu của nó không? Ở xã hội mà không có cái chuyện mà làm công không á. Bà giúp cho bà Hằng á, bà từ thiện bà giúp cho bà chứ bà đâu có giúp cho ai. Đó thì sáng thứ ba, trên đường lái xe đi về nhà, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Đến đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi. Chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe, vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt.